Đây là con đài của bác Hồi ở Ba Đình, Hà Nội. Rất là chi tiết đây. Tôi gửi hai chiếc cassette Sony 1110 và 1133. Ok. Đấy, thích nhất là bác nào mà gửi cho em thoải mái về thời gian này, tại vì em không có thời gian nhiều. Cho nên là khi đài, các bác hiểu là khi đài cứ tháo ra em để bàn ấy. Dành một cái em nhảy vào sửa, dành cái em nhảy vào sửa, còn không dành em lại đi làm việc khác chẳng hạn. Đấy thì thành ra là đôi khi cái đài của các bác cứ bày ở nhà thôi. Chứ không phải là em không muốn sửa cho các bác. Đấy, nhiều bác thì cứ muốn là sửa được ngay. Nhưng mà thật sự với các bác là em rất là bận. Nếu bác nào có thời gian chờ được. Đấy, ví dụ như bác Hồi này chẳng hạn thì em sẵn sàng, nhưng mà đặc biệt là phải cái bệnh mà em xác định là khả năng là em sửa được thì em mới mới nhận nhé. Còn không, em không phải thợ cho nên là không phải là bệnh nào em cũng sửa được đâu. Cho nên là những cái nào mà em không sửa được, cũng mong các bác thông cảm. Phải là em tháo ra là ui cái này gãy rồi, ôi chết rồi, cái này gãy rồi. Nếu không phải là em tháo ra là em có thể sửa được ngay nhá các bác nhé. Đây cái này gãy rồi này, vâng, cái này gãy cửa băng ấy, là gãy cửa băng này khoai đấy. Gãy cửa băng này chỉ có cách thay cửa băng thôi, em không hàn lại đâu nhé. Hàn lại dùng một thời gian nó lại bị các bác keo, kể cả keo 2000 chăng nữa, keo dính chắc đến mấy thì nó là cái vật, tức là nó là cái phần chuyển động, mà những cái phần chuyển động mà chúng ta gắn keo vào nó chỉ được một thời gian thôi, cho nên em không thích làm những cái việc mà nó kiểu mất công ấy. Dùng được vài ba bữa nó lại bật ra, em không thích mất công làm cái kiểu như thế. Cho nên là nếu mà có cửa này thì em sẽ thay nhé, em không biết là còn không, em đang nói chuyện ví dụ thế thôi. Đây cái bên này nó gãy này. À, cái này là chắc là dầu cái gì bác, không không phải là. Đấy, bác xem quả anh điện đấy, dầu hay là cái gì không phải nước, nhưng em thấy ướt ướt ở ngoài chắc là dầu. Đấy, bàn phím còn rất là ok này. Cái cửa như này là phải thay rồi. Đây, giờ mở không ra, nó gãy như này, không biết là gắn lại được không. Nếu không gắn lại được thì cũng phải thay thôi. À đây rồi các bác ơi. Đây ý các bác, ý bác Hồi đây là em hiểu rồi. Em tưởng là nó gãy bên trong, gãy bên ngoài này cơ. Gãy bên ngoài cũng phải thay nguyên cả bốn cái này đấy. Tại vì nó dính liền với nhau các này. Không biết là em chị cũng chưa tìm hiểu cái cấu tạo của cái này, nhưng mà khả năng là nó dính liền. Có thể trong cuộc quá trình ghi hình thì cái tiếng quạt nó thổi vào cái máy quay, các bác thông cảm nhé, trời nóng quá, bật điều hòa rồi mà vẫn phải dùng quạt này. Để em test thử xem nha. À đây là in radio này. 234,1 tỷ đồng thu về à, đúng là bên loa trái không có thật, tại vì không thể kết nối được, số thu từ cổ phần hóa vốn nộp về quỹ loa hỗ trợ phải ngon sắp lành. xếp và phát triển doanh nghiệp là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ quỹ nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo quyết định số 1950 ngày Đấy, như này nó ra 28 tháng 11 này năm các bạn. 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng Đó. tâm là tập đoàn Nghe nó ra hai kinh tế, loa tổng này. công ty nhà nước giai đoạn Ngon lành. 2021-2025. Tính đến ngày 28 tháng 5 năm Lại tuột. 2021, Cục thuế thành phố Hà Nội đã tiếp Nói nhận chung là cái này chắc chắn phải thay rồi, chỉ có 3.317 em test hàng như vậy thôi.
để test radio à băng cassette này. Ô tin tưởng này, tua cũng không chạy này, tua băng không quay này. Và play này, như play đây, play tua đi tua lại, à tua đi tua lại này, tạm dừng thì tốt, bấm nút tua thôi. Không tua được. Con này chắc biết dây qua gì, nghe tiếng motor vẫn quay. Các bác nghe này. Đấy, tiếng motor vẫn quay. Nhưng mà có lúc cái con này nó chạy cái bộ cơ có cái bánh trung gian bằng cao su, bằng viền cao su, cho nên là nó cũng hay bị hỏng cái viền đấy lắm. Nhưng không biết là cái này còn ngon không. Hỏng cái viền đấy thì kiếm cái bánh cao su đấy rất là khó luôn. Và đấy, thành ra là kiếm bánh cao su đấy nó khó mà có cái độ vào thì được. Em chia sẻ cái video độ một cái bánh cao su vào đấy, nhưng mà không phải trường hợp nào nó cũng được các bạn. Đấy, có bộ cơ khỏe nó được, có bộ cơ yếu thì nó lại không được. Nó kiểu thế thôi, mặc dù là bộ cơ rất giống nhau nhưng mà có cái độ mòn nó khác nhau ấy. Những cái chi tiết nó ma sát với nhau này thì nó gây ra cái độ mòn khác nhau của những cái bộ cơ này. Tại vì những cái bộ cơ này nó theo thời gian thì sử dụng qua rất là lâu rồi, cho nên là nó hay bị mòn chỗ này, mòn chỗ kia. Thì cái độ chính xác nó cũng khác nhau, cho nên khi các bác thay một cái linh kiện mới vào ấy thì cái việc hoạt động của nó cũng khác nhau, có cái được có cái không được, mặc dù là thay một cái linh kiện là giống y chang như vậy. Đấy, nó rất là quái. Dây cua này mà nhảy rất là mủn luôn. Cái này phải ngó xem bánh trung gian nó còn ok không. Đây cái bánh trung gian trong này các bác, chính là cái bánh này các bác nhìn thấy không? Đó. Nó là cái bánh cao su này. Đấy, cao su còn ok nhá, tại vì một số đài có bộ cơ như này khi tháo ra thì cái bánh đấy nó bị mất cái viền cao su. Bánh đấy mà mất viền cao su khác gì bỏ đi, đầu tư nhìn thì quan sát thì hơi hơi mòn, không biết là chất lượng âm thanh thế nào. Cái này tùy từng cái, có cái nhìn thì mòn nhưng mà ôi cái này phải thay này, vâng. Bánh tì này hỏng rồi này, bánh tì trục nhựa không biết là còn không. Đấy, tại vì là những linh kiện này phải thay, bắt buộc phải thay. Vấn đề là nó còn hay không, một số linh kiện thì em có nhưng một số linh kiện em lại không có, tức là có cái thì tìm mua được nhưng có cái thì tìm mua không có. Đấy. Em nói chung thế, chứ còn mấy cái này chắc là có.
Dây này chắc cũng thay được rồi các bạn. Ui cứng quá, không giãn, không có độ đàn hồi.
To lên bất ngờ này các bạn này. Đấy, lại không bị, lúc bị lúc không. Nó búng búng này lúc nhỏ lúc to này. Đấy. Nhích lên một tí cho nên là to lên rất là nhiều. Trong khi đó những chỗ khác thì vặn thì không to như vậy. Đấy. Volume này phải chỉnh tốc nha các bác nha. Băng này băng 1000 kHz. Đấy, volume nó bị giật giật. Ở đây là 900 hơn này. Chín trăm bốn mấy. Bây giờ em phải chỉnh motor nhé. Đấy, 1000 để mấy là ok rồi. Đây các bác có thể xem này. Chỉ cần như vậy là ok rồi. Nó sẽ tốc độ sẽ chuẩn hơn lúc nãy. Đấy, nó phải như thế. Đấy, như vậy mới giống đúng giọng của ca sĩ này. Hơn 6 giờ chiều rồi các bác tài ạ, chúng ta đang cùng lắng nghe giờ cao điểm chương trình được phát hành trên kênh VOV Giao thông. Trở lại với vành đai ba trên cao, khán giả cho biết là qua nút giao Trần Quý Hưng, vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở làn bên trái vẫn chưa được giải quyết.
khuyến cáo các bác tài không nên hiếu kỳ, đi chậm quan sát. Cái mega bát này không có tác dụng này, đây không thay đổi âm thanh luôn này. Những cái này còn tác dụng nhé. Chắc là khô dầu. Mấy em xử lý cái này với lại cái volume nhé. Chắc phải tháo ra để vệ sinh. Cái này các bác tra dầu nó không đi đâu, bây giờ phải lấy cái giáp đánh. Mình thấy bóng sáng bóng lên chưa? Đấy. Xong thì các bác có thể dùng cái tô vít dẹt cậy nó cho lên cao một chút, để cho cái tiếp điểm này nó sát hơn. Đấy. Ở bên này như vậy, bên này không đánh dây giáp nhé các bác nhé. À bên này có đánh hai cái đồng này này. Đánh hai cái đầu dây đồng này hoặc là đánh cái phần dây đồng này này. Còn phần dưới không đánh nhé. Phần dưới các bác có thể lấy cồn 90 độ rửa qua. Đánh như cái phần dưới này hỏng hết. Các bác chỉ trà cái phần có kim loại thôi. Ok, đấy. Để cho nó tiếp xúc tốt hơn. Chúng ta bắt buộc phải xử lý cái phần kim loại bằng cách là đánh. Ok, còn cái phần này chúng ta sẽ lấy bông cồn. Đồng này nữa luôn. Sau khi đánh xong, tất nhiên phải lăn vào chỗ sạch mà lau nhé các bác nhé. Còn chỗ bẩn quá thôi. Đấy, cái này như vậy. Đã lau cho sạch đi. Ok.
cái volume xong rồi thì đây em xử lý phần tiếp theo nhé. Nó nằm ở đây này. Đấy. Volume ngon này các bạn. Tôi tự cái này nó hơi bị lỏng chút. Cái chân hàn này các bạn, làm cái chân hàn này cho nên ấm bát không có. Ok. Đấy, ngon lành nhé. Đấy, đi lắp vào rồi, test cho bạn. Megabat nhé. Chẳng qua cái loa này nó không ngon như cái loa zin của nó. Loa này của Sony 1000S này. Em test tạm cho các bác nhé. Em theo anh qua những cánh đồng thấp lúa. Loa trái này. Nơi bao năm xa cách. Loa phải này. Trên ngọn đài lớn dần. Lòng buồn vơi vơi xa xăm, gửi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói năm ban chiều và mới tranh thuốc còn nằm nô. Đấy, volume ngon lành. Vặn ở đâu là nó ở đấy luôn, không như lúc nãy. YouTuber và một trăm nhà báo. Khi đó bà ấy cảm thấy rằng là bà ấy có quyền đưa những câu chuyện đấy ra công chúng và tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân và du khách. Thôi hết. Thôi xong. Và như vậy khi quá trình hư hại. Ok, coi như là cái này tạm thời xong. Cái video sau em sẽ chia sẻ với các bác về cái cục tiếp theo. Cục Sony 1110S. Ok, xin cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bác nào mà chưa liên hệ sửa đài được với em thì thông cảm, và khả năng là em sẽ tiếp nhận các bác trong tương lai, tại vì dạo này bận quá. Đấy, bác Hồi đã nhắn tin và gọi là đặt gạch. Nói đặt gạch hơi quá, nhưng mà bác ấy hẹn với em rất là lâu rồi thì bây giờ em mới có thời gian để sửa được đây. Khá lâu rồi đấy. Đấy. Chứ không phải là bác ấy đăng ký bảo một cái là em sửa được ngay, tại vì em rất bận, mong các bác thông cảm nhé. Bác khác mà chưa sửa được thông cảm nhé. Ok, xin cảm ơn mọi người.
Đây, ngon lành rồi bác. Loa trái này, loa phải này. Bị liệt cái megabass này nữa, em cũng làm cho ok rồi. Đây, bác nghe. Chẳng qua cái loa này megabass nó yếu. Đấy, loa zin của nó nghe hay lắm. Đoán cho thấy là tôi bị phái giai đoạn đầu. Vậy tôi có thể tiếp tục chơi cái môn thể thao này nữa không? Mèo tiếng thế nào luôn. Biết mai mình có đường về cùng nhau để câu hát trao duyên. À, cái này tạm thời thế, còn hôm nào em rảnh em sẽ làm nốt con ba cây gậy cho bác nhé.